Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin liên quan tới sức khỏe. Thưa quý vị, những người dân sống tại khu vực phía Bắc trong những ngày này thì đang cảm nhận cái rét giá buốt của mùa đông năm nay. Và trong đợt rét đầu tiên này, khi mà nhiệt độ xuống sâu tới như vậy đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của người dân, cụ thể là những người mắc bệnh tim mạch. Và sau một tuần rét đậm thì bệnh nhân phải nhập viện về tim mạch đang gia tăng một cách nhanh chóng. Cụ thể như thế nào, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Người đàn ông này có tiền sử bệnh tim mạch. Mấy hôm thời tiết chuyển lạnh đột ngột, ông thấy người mệt mỏi, mất ngủ. Tối qua, đột nhiên ông bị ngất lịm. Người nhà đưa ông vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Hôm nay nó cứ tự nhiên nó ngất đi. Bây giờ nó xịu đi. Hôm qua thay đổi, không ngủ được. Hay là nó người nó rất mệt mỏi. Thế nó bắt đầu hôm qua tự nhiên nó ngất đi. Từ hôm miền Bắc rét đậm, rét hại, khoa khám bệnh của Viện Tim Mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai lúc nào cũng đông kín bệnh nhân. Tại khu vực siêu âm, bệnh nhân xếp hàng dài chờ đến lượt, đa số họ là những người cao tuổi. Mỗi khi chờ chữa lành thì nó mệt, nó đau đầu, nó chóng mặt, bị tai biến rồi, đến tê liệt tay này, đến khám để siêu âm, vào đây siêu âm để làm bệnh án, để đâu phẫu thuật động mạch. Các bệnh viện tuyến dưới cũng ghi nhận lượng bệnh nhân gia tăng. Trong số này, các bác sĩ đặc biệt lưu ý đến những bệnh nhân đã từng gặp tai biến vì dễ bị tai biến thứ phát. Như chúng tôi cảm nhận thì lượng bệnh nhân ngày một tăng. Đối với những phòng bệnh mà bệnh nhân bệnh nền, bệnh nhân có di chứng liệt thì chúng tôi đều có những lò sưởi ấm cho bệnh nhân về mùa đông. Theo các bác sĩ, thời tiết lạnh, huyết áp thường tăng cao khoảng 5mm thủy ngân. Duy trì liên tục trong mức tăng huyết áp này sẽ làm tăng 21% các biến chứng về tim mạch. Lo ngại nhất là hiện tượng co mạch ngoại biên, làm tăng lượng máu trở về tim và tăng huyết áp. Đa số người dân không biết hoặc chưa kiểm soát tốt huyết áp của mình. Thời tiết là từ đang từ nóng sang lạnh rất là cực đoan. Thì rõ ràng là những cái biến cố về tim mạch rồi những cái biến cố khác nó có thể xảy ra, nhất là có thể xảy ra những cái tai biến đột quỵ não khi chúng ta ra lạnh đột ngột. Thế do vậy cho nên là chúng tôi chỉ khuyên là trong những cái thời điểm, nhất là thời điểm lạnh ra mùa này, nhất là những người có yếu tố nguy cơ tim mạch, những người cao tuổi, việc tập luyện chúng ta vẫn phải tập luyện, việc chúng ta giữ gìn chế độ ăn uống thì vẫn phải giữ gìn chế độ như bình thường, nhưng khi chúng ta tập luyện thì chúng ta tránh những các cái gọi là lạnh đột ngột, những cái cực đoan về thời tiết. Ví dụ chúng ta đang nằm trong ấm, chúng ta lại tung chăn dậy từ quá sớm để chúng ta chạy tập thể dục. Các chuyên gia khuyến cáo, vào mùa lạnh, cơ thể cần được giữ ấm, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có tiền sử mắc bệnh tim mạch hay cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành. Người bệnh hạn chế ra ngoài trời lạnh đột ngột vào buổi sáng. Khi tắm cần làm ấm phòng bằng đèn sưởi và sử dụng nước ấm để tránh việc tăng huyết áp đột ngột.